Rồi, hello mọi người, mình học tiếp bài số 13 nha, Hobbies and Pastimes. Ok, qua bài mới thì được tài trợ một cái dừa. Thích ghê, uống cho dừa miếng. Đã. Nhưng mà cũng phải uống nước thêm, uống dừa không tiêu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái bài Hobbies and Pastimes, tức là mình sẽ học về cái sở thích. Và pastime là cái thời gian rảnh của mình ha. Mình sẽ làm cái gì? Hobbies là sở thích nè ha. Cái này mọi người chắc biết nhiều rồi. Rồi, thứ nhất là bạn này bảo là I like playing basketball. Tôi thích chơi cái môn basketball, là môn bóng rổ. Thì bạn hỏi là ủa đâu rồi? Thằng này hỏi trước chứ, sao để cái thằng hỏi để sao ta? What's your hobby? Sở thích của bạn là gì? Thằng này nó mới trả lời là I like basketball. Rồi, ok, chỉ có như đó thôi. Thì đây người ta hỏi như thế này. Who would most enjoy these hobbies and pastimes? Ai sẽ là người thích những cái hoạt động này nhất? Ủa sao cái này cái tóc mình nó kỳ trời, giống như nó mới làm ruộng vô. Alright, check your answers and compare them with the partner. Bây giờ mình sẽ check đáp án và mình so sánh với một cái bạn khác nha. Đây, there may be more than one answer. Thì có thể là có hơn một đáp án. Giờ nhìn vô nè, mình sẽ có bốn cái đối tượng là young child, chữ đọc là child nha. À, chứ không phải là chiêu nha, child. Young child là con nít, còn nhỏ, trẻ con. Teenager là tuổi teen, mấy bạn tuổi teen. Thanh thiếu niên, adult là người trưởng thành. Và retired person là những người đã về hưu, được chưa? So the first one, gardening. Làm vườn thì bạn sẽ nghĩ người nào sẽ enjoy gardening? Theo mình đó, thì mình nghĩ là retired person, những người về hưu, thích làm vườn. Mình chưa về hưu, mình thuộc dạng adult nhưng mình cũng thích làm vườn. Cooking, nấu ăn thì ai sẽ thích cooking đây? Ai cũng có thể thích cooking. For me, I think it's adult. Theo mình thì mình nghĩ là đối tượng adult, người lớn. Playing sports, maybe young child and teenager. Thì có thể là chơi thể thao thì là con nít và thanh thiếu niên. Hiking là đi bộ, leo núi. Cái này thì chắc là adult, mình nghĩ vậy. Collecting comic books, thư sưu tầm, truyện tranh. Ok, con nít, young child. Playing video games, chơi chơi điện tử đúng không? Thì có thể young child thích, teenager thích cái này, mà adult cũng có thể thích cái này. Mà như nhiều người retired person, có nhiều người mình biết những ông bà nhưng cũng rất thích chơi iPad nha. Cũng bình thường thôi, không có gì đâu. Tiếp theo là có surfing the internet. Cái này thì mình nghĩ là bây giờ thì đối tượng nào cũng thích hết luôn rồi đó, đúng không? Ai cũng lên mạng, như ba với mẹ mình ở nhà cũng rất là hay lên để coi YouTube, Facebook, vân vân, coi tùm lum tà la. Rồi, nói về sở thích ha. Thì ngoài ra thì mình nghĩ là ở Việt Nam mà nói về sở thích thì nó nghèo nàn, hơi nghèo nàn. Ngoài những người hay chơi thể thao ra thì mình nghĩ cái sở thích mà phổ biến nhất là sleeping, đi ngủ. Hỏi mỗi lần hỏi mấy bạn rảnh làm gì các bạn đi ngủ. Và cái nữa là go to the coffee shop with my friends, đi cà phê với bạn. Go out to eat, đi ra ngoài để ăn. Đó, có nhiêu đó thôi, mình là thấy ba cái đó là chủ yếu. Ok. Cho nên là nếu mà ai có nhiều sở thích thì nói, còn ai không có sở thích cái phần này thì chán, đúng không? Rồi. People are talking about hobbies and pastimes. Listen and number the pictures. Người ta đang nói về sở thích rồi. Bài này bài kinh điển của mình ha. Nghe chọn tranh. Listening 1. 1. I love to eat out. I eat at restaurants most of the time. I really love to eat at pizzerias. Ok, đời xong. Hết đời. Vậy là xong đó. Ông này thích ăn ngoài á. 1. I love to eat out. I love to eat out. Eat out, no, eat out. Eat out là bằng với lại ăn trong nhà hàng nha. Eat at a restaurant. I eat at restaurants most of the time. I eat at restaurant most of the time. Tôi ăn nhà hàng hầu hết là mọi cái thời gian, mỗi lần tôi ăn luôn, most of the time, hầu hết luôn. I really love to eat at pizzerias. Okay, I really love to eat at pizzeria, cái chỗ pizza gì đó. Hết, rồi xong, ăn ngoài nha. Là số 1, điện vô đây. Xong hết. Bữa nay không giới thiệu sách, quên đem hai cuốn sách ra rồi. 2. I read almost everything I can. I read almost everything I can. Ok, tôi đọc hầu hết mọi thứ mà tôi có thể. Books, magazines, newspapers.
books, magazines, newspapers. Nghĩa tới đây là biết cái ông mà nằm giỏng rồi nè. I go to the public library about twice a week. I go to the public library about twice a week. Tôi đi tới cái thư viện công cộng á khoảng là 2 lần một tuần. Giỏi ghê chưa? Ok, số 2 cho anh này nha. Số 2 vì sự siêng năng. Hết. 3. I never used to like stamp collecting, but now I think it's great. I've got 2 huge stamp albums. Hey, why don't you come and see my collection sometime? Má nói chuyện kiểu gì vậy? Nghe cái giọng mắc cười quá à. Rồi mình làm lại nè. Mình chọn ở số 3, stamp collecting. 3. I never used to like stamp collecting. I never used to like stamp collecting. Tôi đã không có từng thích cái môn mà sưu tầm tem. Tôi cũng vậy và bây giờ tôi cũng không thích luôn. But now I think it's great. But now I think it's great. Bà nói cái giọng buồn cười. But now I think it's great. Bây giờ tôi nghĩ nó tuyệt vời. Tôi chưa từng nghĩ cái môn này tuyệt vời nha. I've got 2 huge stamp albums. I've got 2 huge stamp albums. Tôi có 2 cái bộ sưu tập tem khổng lồ. Hey, why don't you come and see my collection sometime? Hey, why don't you come and see my collection sometime? Tại sao bạn không đến coi bộ sưu tập của tôi đi? Cảm ơn, không có nhu cầu. Rồi, bạn này là collecting stamp nha. 4. Sao không? My wife says I should take up gardening. We have a big garden and she loves working in it, but the truth is it bores me. Ok. Thêm một người đọc quá trời dễ nghe nữa luôn. Mình chọn số 4 là làm vườn. In my collection sometime. 4. My wife says I should take up My wife said I should take up gardening. Gardening. My wife nói gì? 4. My wife says I should take up gardening. My wife said I should take up gardening. Vợ tôi bảo rằng tôi nên bắt đầu làm vườn đi. Trời ơi, đọc cái giọng My wife said I should take up gardening. We have a big garden and We have a big garden. Cái chữ garden đó nha. Thường mình hay đọc là garden đúng không? Chữ đình nó có, còn ông đọc là garden. Garden thôi. Ông đọc garden thôi. We have a big garden. She loves working in it, but She loves working in it. Cô ấy rất thích làm việc trong vườn này. The truth is, it bores me. The truth is, it bores me. Nhưng mà sự thật là nó làm cho tôi chán. It bores me. Hết luôn rồi đó. Nghe giọng anh cũng chán quá đi á. Nhưng mà nhiệm vụ nghe phải nghe thôi. Rồi, còn cái số 5 nữa thôi. 5, 6. Well, everyone in my family loves sports. Everyone, that is, except me. My family's out playing baseball and stuff all the time. But I think most sports are pretty boring. I don't like chasing balls around a field. And I couldn't hit a ball if I had to. Yeah, I have. Me. Everyone in my... 5. Well, everyone in my family loves sports. Everyone in my family loves sports. Tất cả mọi người trong nhà tôi đều thích thể thao. Everyone, that is, except me. Everyone, that is, except me. Tất cả mọi người thì có nghĩa là trừ tôi ra. My family's out playing baseball and stuff. Okay. My baseball's like, my family likes play baseball and stuff. Tức là gia đình tôi thích chơi bóng chuyền, bóng chày tùm lum hết. All the time. All the time, luôn luôn luôn. Có nghĩa là except me. My family's out playing baseball and stuff all the time. But I think most sports are pretty boring. But I think most sports are boring. Nhưng tôi thì nghĩ thể thao rất là chán. Tôi cũng vậy. I don't like chasing balls around a field. I don't like chasing balls around the field. Tôi không có thích đuổi theo trái banh. Tông 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 ở trên cái field là cái sân. Cái sân đấu, sân bóng á. À, cái chữ field là chữ cánh đồng á. And I couldn't hit a ball if I had to. And I couldn't hit a ball if I had to. Và nếu mà tôi phải đá chơi banh thì tôi cũng không đá được luôn. Tôi muốn đánh chơi banh tôi cũng không đánh được trời luôn. Nói chung là kêu tôi đánh tôi cũng không đánh được luôn. Rồi xong, hết. Tội nghiệp chị gái quá. 6. My friends think I'm really boring. My friends think I'm really boring. My friend think I'm really boring. Mạng tôi thích là bạn tôi nghĩ là tôi rất là chán. And my friends think I'm very boring. Think I'm luôn nói vần ha. Because I'm always listening to music.
Because I'm always listening to music. Bởi vì lúc nào tôi cũng nghe nhạc hết. I go to concerts all the time. I go to concert all the time. Tôi đi coi hòa nhạc hoài luôn. I love Mozart and all. I love Mozart. Thích nhạc Mozart. All that classical stuff. And all that classical stuff. Và thích nhạc cổ điển nữa. Cái này mình cũng không. Hello. Okay. Rồi number 6 là rớt vô cái chỗ này. Thích nghe nhạc cổ điển classical ha. Rồi xong. Tới bài 2 nha. Qua ăn gì mà đổi cái giọng vậy trời. Listening to nè. Which activity does each person enjoy doing now? Rồi thêm một cái dạng nữa là cái hoạt động nào mà người ta thích làm bây giờ. Bây giờ thôi nha, còn hồi xưa là không phải nha. Đó là nhiệm vụ thứ nhất mình cần phải nghe. Ở đây có 6 con người. Thứ hai là mình sẽ chọn cái người này. What does each speaker like best about his or her current hobby or pastime? Người ta thích nhất cái gì về cái hoạt động mà sở thích hiện tại của người ta. Rồi giờ Giang nghe luôn nha. Bài này nó dài. Mình nghe, mình vừa nghe vừa đọc cho các bạn luôn. Listening to. Oh. One. I used to play sports a lot when I was. One. I used to play sports a lot when I was younger. I used to play a lot of sports when I was younger. Tôi đã từng chơi rất nhiều thể thao khi mà tôi còn trẻ. But I don't play much anymore. But I don't play much anymore. Nhưng bây giờ tôi không còn chơi nữa. Thế thì nếu mà nghe được rõ ràng như vậy thì mình loại hai cái thể thao đi rồi đúng không? Now I enjoy painting. Now I enjoy painting. Bây giờ thì tôi thích vẽ tranh hơn. I have my own studio in my garage. Oh, I have my studio in my garage, huh? I have my own studio. Tôi có một cái studio ở trong cái gara nhà mình, gara để xe. And pretty soon. And pretty soon, và sớm thôi. I'll have a show at a gallery. I have a show at a gallery. Tức là tôi sẽ có cái show trong cái bảo tàng, ha, với cái chỗ triển lãm. Maybe I'll become famous. Maybe I'll become famous. Có lẽ là tôi có thể nổi tiếng, famous. I really enjoy using bright colors in my paintings. I really enjoy using bright colors in my paintings. Tôi rất thích sử dụng cái màu nổi trong cái bức tranh của tôi. Ở đây người ta chọn giùm mình là painting rồi ha. Và Jack này nè, nó đoạn chọn cái đề là using bright colors. À, người thích dùng màu sáng trong bức tranh của mình. That's what I like best about it. That's what I like best about it. Đó là cái tôi thích nhất. Thì mấy bạn học cái chữ là like best about đi nha. Chuẩn bị nó sẽ có what I like the most, what I like best, được chưa? Đây, like the best nữa là like best đây. Ok. Đó là cái mà mình thích nhất về cái việc gì đó. Rồi, bây giờ nói thiệt nè. I've always collected things. I'm always collecting things. Tôi luôn luôn thu thập mọi thứ. Even when I was young. Even when I was young, thậm chí khi tôi còn trẻ cũng vậy. I used to collect everything. I used to collect everything. Tôi đã từng thu thập tất cả mọi thứ. Vậy đây có những cái thứ gì? Có baseball cards, tức là cái thẻ bóng chày. Comic books là truyện tranh. Gardening. Rồi, vậy là cái gardening này là khác với hai kia làm vườn. Comic books, baseball cards, you name it. Comic books, baseball cards, you name it. Là và vân vân. Tôi thích là truyện tranh này kia. Nói chung là hai thứ đó bạn collect hết rồi đó. Bạn biết đó. But they're all packed away in boxes now. But they're all packed away in boxes now. Nhưng mà tất cả những thứ đó đều đã đóng trong gói, đóng hộp, đem cất hết rồi. Now my favorite pastime is gardening. Now my favorite pastime is gardening. Bây giờ sở thích của tôi đó chính là đi làm vườn. Ok, nghe rõ ràng ha. Xong, tiếp. I spend all weekend outside with my flowers. I spend all weekends outside with my flowers. Tôi bỏ hết cái cuối tuần của tôi ở bên ngoài với những cái bông của tôi. I love seeing them change. I love seeing them change. Tôi thích nhìn chúng thay đổi. That's what I like best about it, I guess. That's what I like best about it, I guess. Đó là cái thứ mà tôi thích nhất về cái việc này. Tôi đoán vậy. There are these little seeds at first, and then one day they're big, beautiful flowers. They were little seeds at first, then one day they become big, beautiful flowers. Sau đó thì hồi xưa thì nó chỉ là cái hộp nhỏ thôi. Sau đó nó trở thành bông hoa bự đẹp đó. Rồi thích gì vậy?
Eric là thích the flowers đúng không? Thích cái bông hết. Xong, vậy thôi đó, nhẹ nhàng hết. 3. When I was a teenager, all I did was sit around playing video games. When I was a teenager, all I did was sit around and play computer games, phải không? Tức là hồi xưa lúc mà tôi còn là teen thì tôi ngồi ở nhà tôi chơi video game không? Nghe cái câu này, coi câu này dạy không nhớ. When I was a teenager, when I was a teenager, khi tôi còn là thanh thiếu niên, all I did was sit around play. All I did was sit around. Tất cả những gì tôi làm là ngồi dầm về đó, sit around. Playing video games. Play video games và chơi chơi điện tử thôi. But I can't stand them anymore. But I can't stand it anymore. Tôi không thể chịu được cái điều đó nữa. Không chịu được là can't stand. Chữ stand là đứng, stand up. I work in an office now, so I work in an office now. Tôi ở làm việc trong văn phòng rồi, so I sit in front of a boring computer screen. So I sit in front of a boring computer screen. Tức là khi mà tôi làm văn phòng thì tôi nhìn cái màn hình chán nản của máy tính mỗi ngày. All day. All day, nguyên ngày. Now I like being outdoors. Now I like being outdoors. Bây giờ tôi thích ở ngoài hơn. I belong to a hiking group. I belong to a hiking group. Tôi đã tham gia hay tôi đã thuộc về một cái nhóm hiking, đi leo núi, đi bộ leo núi. And we go someplace different every weekend. We go someplace different every weekend. Và chúng tôi đi những cái nơi khác nhau mỗi cuối tuần. I keep fit and healthy this way. I keep fit and healthy this way. Tôi giữ dáng được và giữ cho người tôi khỏe mạnh bằng cái cách này. Hay ha? The best thing is that I can make some really great friends. The best thing is that I can make some really great friends. Hay the best thing chưa? Và bạn hãy đi hiking đúng không? Và điều tuyệt vời nhất là có thể making great friends. Chỗ này nè. Đó, kết bạn. Hay ha? 4. I like collecting things. I like collecting things. Tôi thích thu thập mọi thứ. Và thu thập nữa nè, tùm lum hết luôn. Stamp có nè, paintings có nè, baseball cards có luôn. I collected baseball cards when I was a kid. I collected baseball cards when I was a kid. Cái này là collect lúc là kid rồi. Bỏ. But I don't anymore. But I don't anymore. Và tôi không nữa rồi. Anymore là trong we don't talk anymore đó. We don't talk anymore. We don't talk anymore. These days, baseball card collectors are only interested in money. These days, baseball card collecting is interested in money. Tức là ngày nay mà thu thập cái này thì chỉ vì tiền thôi hả? Anymore. These days. These days. Baseball card collectors are only interested in money. Baseball card collectors are only interested in money. Ngày nay những cái người thu thập, những cái người sưu tầm. Trời, nãy giờ kiếm chữ sưu tầm hoài không ra luôn á, thu thập hoài. Sưu tầm thẻ bóng chày thì chỉ là hứng thú bởi vì money thôi. I wanted to collect things that are really beautiful. I want to collect things that are really beautiful. Tôi muốn thu thập cái gì, sưu tầm cái gì mà nó thiệt sự là đẹp. So that's why I started collecting stamps. So that's why I started collecting stamps. Đó là lý do tại sao mà tôi bắt đầu sưu tầm stamp. Some of the stamps I have are really, really beautiful. Some of the stamps I have are really, really beautiful. Ông này là sưu tầm tem nha và nó rất là đẹp luôn. I think they're like paintings. I think they're like paintings. Painting không gọi là painting. Tôi nghĩ là chúng như những bức tranh vậy đó. Thì chỗ này là để đánh lừa mình thôi. Ai mà nghe cái đoạn này mà chọn painting á thì là sai đó. What I like best is looking at my collection. What I like best is looking at my collection. Đây. What I like best is looking at his collection. Cái điều anh ấy thích nhất là anh ấy nhìn bộ sưu tập của mình. It's like walking through a tiny museum full of wonderful paintings. Đó nữa đó. It's like giống như là đi bộ trong một cái bảo tàng mà nó có đầy những cái bức tranh vậy. It's like walking through a tiny museum. It's like walking into a tiny museum, giống như là đi vào một cái bảo tàng thu nhỏ. Full of wonderful paintings. Full of wonderful paintings. Đó, và cái bảo tàng đầy những bức tranh đẹp. Trời ơi, tâm hồn nghệ sĩ dữ vậy cho. Đó hết rồi. 5. Okay, hết luôn rồi. Okay, sau tới số 5. I always loved reading as a kid. I always loved reading as a kid. Tôi luôn thích đọc as a kid. Là hồi còn nhỏ thì đọc. Rồi vậy mạnh dạn bỏ cái đọc qua bên coi. So for a long time I wanted to write children's books. So for a long time I wanted to write
children's book là trong một thời gian dài tôi đã muốn viết truyện thiếu nhi. I tried to do it for a few years after college. I tried to do it a few years after college. Tôi đã làm việc đó. Tôi đã thử làm việc đó một vài năm sau đại học. But it was really hard to come up with good stories. But it's really hard to come up with good stories. Nhưng rất khó để có được những câu xây dựng lên, come up là xây dựng lên, gọi nảy ra những câu chuyện hay. Đâu dễ ăn đâu chị. I guess I'm not very good with words. I guess I'm not really good with words. Đâu phải đọc nhiều là đấy là tức là bạn nói I guess tôi đoán là I'm not really good. Tôi không nghĩ là tôi đoán tôi giỏi with words với lại từ ngữ đâu. Now I'm happy just painting. Now I'm happy just painting. Bây giờ tôi chỉ vẽ thôi. Tôi vẽ là tôi vui rồi. I've won a few prizes too. I won a few prizes too. Và tôi cũng thắng được một số giải thưởng. In art competitions. In art competition, trong những cuộc thi nghệ thuật. For my watercolors and oils. For my watercolors and oils, tức là vẽ màu nước với màu dầu hả? The pictures are important to me though. The pictures are important to me too. Tức là bức tranh nó rất là quan trọng với tôi. Not the prizes. Not the prizes, không phải giải thưởng. Quan trọng là bức tranh của tôi vẽ thôi chứ giải thưởng nó không là gì. What I enjoy most is creating pictures. What I enjoy most is creating pictures. Cái tôi thích nhất là tạo ra những bức tranh. Ghê không? Ghê gớm chưa? Tôi vẽ không cần đẹp, tôi vẽ tôi thích được rồi. Ghê. Ok, tới bạn cuối cùng. It makes me so happy. It makes me so happy. Nó làm cho tôi rất là vui, biết chị vui rồi. Vậy nha. 6. Well, I'm retired now and I have a lot of free time. Well, I'm retired now and I have a lot of free time. Tôi thì nghỉ hưu rồi và tôi có rất nhiều thời gian rảnh. I worked for the same company for over 30 years. I worked for the same company for over 30 years. Tức là tôi làm trong một công ty, chỉ duy nhất một công ty, cùng một công ty cho hơn 30 năm. Mostly in the same little office. Mostly in the same little office. Hầu hết là làm trong một cái căn văn phòng như nhau. The same little office, căn phòng nhỏ như nhau vậy thôi. Tức là lúc nào cũng làm trong cái phòng đó. I worked long hours. I work long hours. I worked long hours. So tôi phải làm việc nhiều giờ. And when I came home from work, I was too tired to do anything but read the newspaper. Đấy chứ, từ từ. And when I came home from work. And when I came home from work, và mỗi khi tôi đi làm về nhà. I was too tired. I was too tired. Tôi đã rất mệt. To do anything but. To do anything, tức là quá mệt để làm cái việc gì đó, tức là mệt quá không làm nổi gì nữa hết. Read the newspaper. But read the newspaper, chỉ có đọc báo thôi. Now it's different. Now it's different. Giờ khác rồi. I spend almost all my free time outdoors. I spend almost my free time outdoors. À, chúc mừng chú một cuộc đời mở ra trang mới ha. Tôi đã bỏ hết thời gian để tôi đi ra ngoài outdoors. Playing golf. Playing golf. Trời ơi, giờ sang dữ. I guess what I love best is looking. Okay. I guess what I love best is looking at the beautiful blue sky. Look at a beautiful blue sky. Rồi xong, cảm ơn chú. Rất vui ha. Rồi, cuối cùng chú cũng được giải trí sau bao nhiêu năm làm office. Rồi, hết rồi. Tiếp, bài này nữa. Ok, bài này nó cũng đọc dài thòn luôn đó. Cho nên nghe nó mất thời gian. Mình biết là một số bạn không có nghe ra cho nên mình đọc luôn ha. Còn nếu ai muốn nghe thì đó, mình giải thích rồi nè. Cuốn sách này là Tactics for Listening Developing phiên bản thứ 3. Tác bản là thứ 3, được chưa? Rồi, cứ search như cái này vô YouTube là làm được thôi. Ai mà coi bữa giờ thì cái này đâu cần phải nhắc đúng không? À, chỉ có bạn nào mà vui vui bữa nay coi video này thì mình nói thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ coi. People are talking about their interests. Người ta đang nói chuyện về cái interest của người ta, là cái sở thích. Bây giờ, ngoài chữ hobbies and pastime, hobbies and pastime, mình có chữ interest, cũng là cái gì điều mình thích thú, yêu thích, quan tâm. Rồi, check two suitable hobbies for each person. Mình sẽ chọn ra hai cái sở thích mà phù hợp với những con người này. Lưu ý nha, nó sẽ không, có thể là không đọc ra cái tên của hai cái sở thích này đâu. Nhưng mà mình nghe theo cái ý của người ta thích. Người ta nói người ta thích cái này cái kia nọ. Và mình sẽ chọn cái sở thích của người ta cho hợp lý. Suitable là phù hợp ha. Rồi bây giờ Trinh sẽ nghe cùng với mọi người nhé. Bài này nó toàn nghe hai lần thôi. Nhưng mà mình nghe luôn, mình nói cho bạn nghe luôn chứ. Nghe thì các bạn có thể tự nghe được mà, đúng không? Đâu cần phải mất thời gian coi một cái video vậy, mất công skip. Rồi Trinh nghe đọc cùng mọi người nè. Có thể là mọi người làm cái bài này trước, xong đó coi, sau đó coi cái video của mình ha. Listening 3. 1. A few months ago, I moved to this cute little house out in the country.
Right. A few months ago, I moved to this cute little house in the country. Vài tháng trước tôi đã dọn tới cái ngôi nhà này ở đồng quê. Nghe lại coi đúng không nha, câu này dài. A few months ago. A few months ago. Một vài tháng trước. I moved to this cute little house. I moved to this cute little house. Out in the country. Out in the country. Ở ngoài cái đồng quê này. Before I moved. Before I moved, trước khi tôi rời đi, all I did was sit in cafes and was sitting cafe. Tất cả những tôi làm trước khi mà tôi dọn tới đây là tôi ngồi cà phê. Read or surf the internet. And read or surf the internet, hay là đọc hay là coi internet thôi. Boring. Boring, chán phèo. Now I want to spend all my free time out. Now I want to spend all my free time outside enjoying nature. Outside enjoying nature, nature hoặc là nature. Bây giờ thì tôi muốn bỏ hết thời gian của mình để ngoài đây để tận hưởng thiên nhiên, hòa cùng thiên nhiên. The only problem is chỉ có một vấn đề đó là I'm not in a very good shape. Tôi không có good shape, tôi là cái dáng tôi nó không có được ok cho lắm, không có cơ bắp săn chắc, rồi là cơ thể tôi nó không được săn chắc, không có in shape. So I don't like doing any sports or Tôi không có thích một cái thể thao nào hoặc là or anything that involves a lot of exercise. Or anything that involves lots of exercise. Không có thích chơi thể thao hay là cái thể dục nào đó mà nó có nhiều cái hoạt động á. I tried hiking once but I fell down a hill and hurt my leg. I tried hiking once but I fell out of field, fell off the hill. Là tôi té xuống cái đồi và tôi bị đau chân. Of exercise. I tried hiking once. I tried hiking once. Là tôi đã thử đi bộ leo núi một lần. But I fell down a hill and but I fell down a hill. Tôi té ở trên cái đồi. Hurt my leg. And hurt my leg. Rồi và làm đau cái chân của tôi. Chưa không có gãy chân, bị chật chân chắc. Don't get me wrong. Đừng có hiểu sai ý nha. I love the outdoors. I love the outdoors. Tôi vẫn rất yêu với cái việc ở bên ngoài. But what I really want is nhưng cái mà thứ mà tôi rất thích là something I can do quietly. Something I can do quietly. Cái gì đó mà tôi có thể làm yên lặng thôi, yên tĩnh thôi. In nature. Rồi, yên lặng là chỉ có gì không? Là cái ông này nè, đó thấy chưa? Là bird watching. Đó, đi ngắm những cái con chiên phải ngồi im chứ. Chứ nhúc nhích nó bay mất sao? Và gardening, đó, yên lặng thôi. Đó, không có gì hết. Còn surf internet là hồi xưa rồi. Và hiking thì cũng xưa luôn. Cho nên ai chọn hai cái đó là sai, thấy chưa? Nó không đọc vô. Nó chỉ nói cho mình là người ta thích cái gì, người ta ghét cái gì mà mình phải chọn ra. Đó, rồi đó nha. Và cái ông này thích là thích cái gì? Không có thích hiking, không có thích ngồi cà phê luôn. Mà ông thích enjoy nature. Đó, nhiệm vụ, hai nhiệm vụ nha. Thứ nhất là chọn ông thích cái môn gì. Và thứ hai là tại sao lại what is one activity is one? Một cái hoạt động mà người ta thích là cái gì? Ok, hoạt động là phù hợp chứ, sorry. Hoạt động phù hợp. Và thứ hai là người ta thích cái hoạt động gì. Rồi. Two. Rồi bây giờ bắt đầu nha. I live in a big city. I live in a big city. Tôi sống ở một cái thành phố lớn. Big city boy hả? So I love being around lots of people. So I love being around lots of people. Cho nên tôi rất thích ở vòng quanh rất nhiều người. My brother is completely the opposite. My brother is completely the opposite. Nhưng mà anh tôi thì hoàn toàn ngược lại. Nó vừa kể nó vừa kể anh, nó trên mọi người dễ lộn khúc này nè. Last weekend, he took me to the country to go bird watching. Last weekend, he took me to the country to bird watching, go bird watching. Tuần rồi, ông dắt tôi đi tới miền quê để đi ngắm những con chim. I was so bored the whole time. I was so bored the whole time. Tôi đã rất là chán suốt cái khoảng thời gian đó luôn. I like talking to people and I like talking to people. Tôi thích nói chuyện với người ta và doing creative things và làm những cái chuyện mà thôi. Nó creative, sáng tạo thôi. I just love to get all my friends together. Tôi thích là rủ bạn về nhà. An apartment in the city and do something. And do something. We can have a dinner party maybe. Mình có thể là có bữa tiệc ăn tối. Or we could bring over some guitars and drums and okay, or we can bring a guitar and drums. Mình có thể đem đàn, đem trống. Stuff like that.
and sing and dance. And stuff like that là những cái thứ tương tự. And sing and dance và ca hát, nhảy múa. Trời ơi, đó. Hết. Rồi vậy là bạn này á, sẽ thích là music nè, đúng không? Bạn này sẽ thích là cooking nè. Chứ còn bird watching với gardening là rất là ghét nha. Đã không thích những cái gì im lặng quê quê là không thích. Thích Sài Gòn mà. Như cô gái Sài Gòn đó. Bạn này thích bird watching không? Visit the countryside không? Getting together with friends nè. Tụ họp bạn bè nè. Đó. Rồi xong. Nếu mình nghe được hết như vậy thì mình chọn dễ dàng thôi. Đang listening mà. Listening mà cho nên không có mẹo, không có gì hết trơn á. Là mình nghe được thì chắc chắn mình làm được nha. Đó. Chứ không có chuyện nghe được gọi là không được đâu. 3. Exercise is really important to me. Exercise is really important to me. Thể thao thì rất là quan thể dục thì rất là quan trọng với tôi. Số 3 nha. I like doing things where I keep active. I like doing things where I can keep active. Tôi thích làm những cái gì mà giữ cho tôi năng động, active. Things that are good for my health. Things are good for my health. Những thứ tốt cho sức khỏe. My roommate isn't like that at all though. My roommate doesn't like that. Isn't like that at all though, huh? Isn't it doesn't. Keep active. Things that are good for my health. My roommate isn't like that at all though. Okay. My roommate isn't like that at all though. Nhưng mà cái thằng ở cùng chung phòng với tôi thì nó không có như vậy chút nào. He wakes up and surfs the internet for hours. He wakes up and surfs the internet for hours. Nó thức dậy xong rồi nó nằm nó lướt internet mấy tiếng đồng hồ. Câu chuyện này nghe khá là quen nha. Then he plays his guitar in his room all afternoon. Then he plays the guitar in his room all afternoon. Là kế tiếng thì nó chơi nhạc, lấy guitar ra chơi nguyên buổi trưa luôn. Yuck. Yuck. Hey, ghê. I just hate sitting around indoors. I just hate sitting around indoors. Tôi rất là ghét ngồi, chỉ ngồi trong phòng. I especially hate surfing the internet. Especially hate surfing the internet. Đặc biệt là rất ghét lướt web nha. I want to meet other people. I want to meet other people. Tôi muốn gặp người khác, những người, con người khác thôi. I also want to get out and visit new places. I also want to get out and visit new places. Tôi còn muốn ra ngoài và đi thăm những nhiều nơi khác nhau nữa. Like out in the country. Like out in the country, là như là đi về quê chẳng hạn. Where you can see some real nature. Where you can see real nature, nơi mà bạn có thể nhìn thấy thiên nhiên thực tế. Rồi vậy là anh này thích sport nè. Exercise là quấn vô sport được nè không? Và thích hiking. Chứ anh này không thích music và không thích internet đâu nha. Rồi thế thì cái nào hợp với anh này đây? Exercising. Ok, xong. Dễ ha. Rồi, giờ quen rồi đó. Làm bài số 4 nè. 4. I don't really like going to parties or working out at the gym all the time. Nói gì dài vậy? Tức là không thích đi tiệc và không thích đi gym á. I don't really like going to parties. I don't really like going to parties. Tôi không thực sự thích đi tiệc, đi tới những bữa tiệc. So working out at the gym all the time. Or working out at the gym all the time. Hay là tập trong các phòng gym suốt buổi. I don't like hiking around in nature either. I don't like hiking around the nature either. Tôi cũng không thích đi hiking ở bên ngoài luôn. Thích gì? I like to do things that develop my mind. I like to do things that develop my mind. Tức là tôi thích làm cái gì mà phát triển trí óc. Or things that teach me about other countries and places. Or things that teach me about other countries or places. Hoặc là cái gì đó mà nó dạy tôi về những cái quốc gia và những cái nơi khác. Chị này cái giọng cũng nghe hơi kỳ nha. What I really love is history. What I really love is history. Cái mà tôi thích là thích lịch sử. To me, a good history book is a lot more exciting than a fancy dinner party or some concert or a baseball game. Fancy dinner to me a good history book is a lot more exciting than a fancy dinner party or some concert or a baseball game. Đối với tôi, một cuốn sách lịch sử hay hay gì đó, một cuốn sách hay thì nó hơn là những cái bữa tiệc nè, hay là đi du lịch hay cái gì ha, hay là cái gì baseball game. Trời ơi. And there's a lot of great historical information on the internet too. And there's a lot of interesting historical information on the internet too đó. Và cũng có nhiều thông tin lịch sử rất là phổ biến, rất là thú vị gì đó trên internet luôn.
I'm not one of those people who sit at home and collect stamps. À, tôi không phải là cái loại người mà ngồi ở nhà thu thập tem. That too. I'm not one of those people who. I'm not one of those people. Tôi không phải là cái loại người mà. Tôi không phải một trong những cái loại người mà. Sit at home. Sit at home, ngồi ở nhà. And collect stamps. And collect stamps. Ủa, mặc dù tôi không thích stamp nhưng mà tôi cũng kệ người ta. Bạn ơi, trời ơi, làm gì chỉ thích người ta vậy? For me, learning something new is a real adventure. For me, learning something new is a real adventure. Đối với tôi, học điều gì mới sẽ là một cái thật là một cái sự phiêu lưu. Ừ, cảm ơn chị. Rồi, chị này thích reading nè, và thích surf internet thôi. Còn mấy khác động động tới giờ là bà không thích cái gì vui, rồi bà không thích cái gì chán, quá thích đó nha. Rồi, thì bạn này thích learn something new, học cái gì đó mới. Dứ thần. Đọc cái giọng nghe ớn hồn. Rồi, tới cái này là mình xong nè. Pronunciation help. Nó giúp mình cái gì đây? Nó giúp mình là nhấn trong những cái từ. Từ nào có hai âm tiết, ba âm tiết gì đó nó nhấn nè. Rồi, qua tới phần phiên âm, phát âm thì nữa là xong rồi. King. Two. Baseball. Rồi, chữ đầu tiên nó đọc làm lại nha. One. Baseball. Baseball, nó nhấn vô chữ base. Ở đây ha, để mình mở bự cho mọi người coi nè. Thì nó gọi là dấu nhấn. Cái dấu sắc xuống này là base, được chưa? Đấy, thế là xong, vậy thôi đó. Có một chuyện vậy thôi đó. Tao mở bự ra coi. Mở ra sao kỳ quá vậy nè. Two. Cooking. Cooking, đó nhấn chữ cook vậy thôi đó. Chứ không là cooking nha. Cooking, cook lên thì king xuống. Base như là bò, được chưa? Có sắc thì có quyền. Three. Gardening. 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 Nó không có đọc là gardening nữa không? Gardening luôn. Gardening. Chữ go, chữ đình nó rất là nhẹ. Gardening. Four. Restaurants. Restaurant. Nó vẫn có chữ to trong đây nhưng mà tôi nhẹ là restaurant. Thì thường mình sẽ nghe là restaurant được á. Hoặc là mình đọc restaurant thì ok, cũng không có sai đâu, người ta cũng hiểu nhưng nghe nó hơi chúa chúa xuống rồi. Đó là restaurant. Restaurant, được chưa? Đó. 5. Hiking. Hiking. Đã hike thì king, được chưa? Chứ không có hiking nha. High, không có king, mà là hiking. Sắc rồi quyền xuống là nghe nó hay hơn, được chưa? 6. Painting. À, painting, painting. Vậy thì cái dấu nhấn ở đây á, hầu hết các bạn biết nhấn, nếu mà các bạn học level này rồi thì biết nhấn rồi đúng không? Tuy nhiên còn thiếu cái quyền, đúng không? Trong cái giọng bạn thiếu cái sự trầm xuống. Đó, baseball các bạn hay đọc ngang, sắc lên, sắc ngang là không được. Kéo xuống, bây giờ tập kéo xuống, nghe cho nó cái giọng nó bro chút xíu, nghe chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ nghe trong câu thôi. 1. He collects comic books. He collects comic books. He collects comic books. Đó, anh ấy thu thập comic books, chứ books kéo xuống không? 2. They love playing golf. They love playing golf. Thì nó có cái độ xuống à, đó lên là lên thì lên đúng rồi đó, mà có điều xuống là chưa tới, cho nên cảm thấy hai này nó không có cái tông khác nhau lắm phần. Vậy thì lên nhiều chút và xuống nhiều một chút, sắc quyền nha, nhớ sắc quyền. 3. She enjoys watching videos. She enjoys watching videos. Videos, không, nhấn chữ video. Rồi, hết. Đọc vô là xong. Bây giờ mình nghe điền cái là mình xong luôn. Điền đúng nha trên. Dictation. What do you do in your free time, Laura? I used to enjoy painting, but now I like cooking and gardening. Oh, not me. I enjoy collecting things. I collect baseball cards. Do you do anything else? Yes. I really enjoy surfing the internet and listening to music. Do you play any sports? I go skiing and snowboarding in the winter. How about you? I like summer sports. I enjoy swimming and hiking. Okay. Okay. Cái gì vậy? Snowboard nè.
Skiing và snowboarding. Điền lại coi. Điền painting. Nghe kể mà viết đó có khi đó nè. Painting. Ở đây cooking và gardening. Xong rồi baseball. Hay là surfing the internet. Và music. Rồi, enjoy skiing and snowboarding. I enjoy swimming and hiking. Rồi giờ đáp án có đúng chưa? Painting, cooking, gardening, baseball, surfing, music, skiing, snowboarding, swimming, hiking. Ok, rồi đọc lại nữa là xong. What do you do in your free time, Laura? What do you do in your free time, Laura? Lên xuống nha. I used to enjoy painting. I used to enjoy painting. But now I like cooking and gardening. But now I like cooking and gardening. Oh, not me. Oh, not me. I enjoy collecting things. I enjoy collecting things. I collect baseball cards. I collect baseball cards. Lên xuống à. Do you do anything else? Do you do anything else? Yes. I really enjoy surfing the internet. Yes, I really enjoy surfing the internet. And listening to music. And listening to music. Bạn nào có học bài trước thì nhớ cái vụ mà liệt kê á. Liệt kê món thứ nhất, món thứ hai lên, món thứ ba cuối cùng là kéo xuống, được chưa? Tôi thích cái surfing the internet, listen to music là kéo xuống. Do you play any sports? Do you play any sports? Và cái này cũng có học trong những bài trước rồi. Câu hỏi yes, no thì lên giọng. Do you play any sports? Có chơi sport không? I go skiing and snowboarding in the winter. I go skiing. Đó, skiing lên. And snowboarding in the winter. Đó, tên snowboarding là xuống. In the winter, vào mùa đông. How about you? How about you? Bạn sao? I like summer sports. I like summer sports. Summer thì lên mà sport là xuống à. Cuối câu, có câu khẳng định thường xuống à. I enjoy swimming and hiking. I enjoy swimming and hiking. Thấy không? Swimming, tức là nó vừa kết hợp giữa nhấn trong chữ và nhấn trong cái câu đó luôn. Swimming, đúng không? Swimming, nó đang đọc là swimming. Nhưng mà khi nó đang lên giọng theo cái kiểu là liệt kê thì là swimming and hiking. Rồi, chữ hiking này nó hợp. Nó xuống, high rồi king thì nó xuống giọng. Rồi, nhớ ha, bây giờ thì tính ra là phát âm mình có những cái nguyên tắc là yes, no thì mình sẽ lên giọng cuối câu. Thấy không? Rồi, đối với liệt kê thì sẽ A, B, and C. Được chưa? Rồi, những cái chữ như là can you gì đó, can could gì đó, đọc nhẹ nhẹ lại. Với lại cái gì nữa ta? Let's see. À, bữa nay cái này nữa là nhấn sắc thì nhớ quyền, được chưa? Có lên giọng thì có xuống giọng nghe nó mới giống, chứ đừng có sắc nghe, đừng có baseball làm được, baseball, được chưa? Rồi, xong, hết bài, một bài nữa.